Thưa quý vị, những ngày mưa ẩm ở miền Bắc vẫn chưa thể hết khi đới gió Đông Nam vẫn tiếp tục đưa ẩm từ biển vào đất liền. Dưới tác động của đới gió ẩm này, trong đêm nay và sáng ngày mai, hầu khắp các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và cả sương mù trộn lẫn. Tầm nhìn xa nhiều nơi bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Sang đến ngày mai, thời tiết miền Bắc sẽ có những chuyển biến tích cực hơn khi vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại. Dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp, đới gió Đông Nam ẩm sẽ bị thay thế. Vì thế, ở các tỉnh, thành phố phía Đông, trời sẽ khô ráo hơn và nền nhiệt tăng nhẹ lên mức từ 24 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố phía Tây Bắc Bộ, từ ngày mai trời cũng chuyển hẳn sang trạng thái nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức từ 26 đến 29 độ. Với miền Trung, vùng tác động của gió Đông Nam đang thu hẹp dần. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, chỉ Thanh Hóa đến Quảng Bình là 4 tỉnh còn chịu ảnh hưởng yếu của gió Đông Nam ẩm, trời nhiều mây, mưa vài nơi và có sương mù. Sang đến ngày mai, gió Đông Nam không còn ảnh hưởng nữa, 4 tỉnh Bắc miền Trung cũng chuyển nắng. Nhiệt độ ngày mai tăng lên ở mức từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận trời có nắng từ sớm, mức nhiệt ngày tăng lên cao 29 đến 32 độ. Miền Nam đang trong giai đoạn khô nóng khi cả Tây Nguyên và Nam Bộ không còn mưa trái mùa nữa, trời nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên duy trì ở ngưỡng 32 đến 34 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ vùng miền Đông lại xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao 35 đến 37 độ. Còn ở miền Tây chưa xảy ra nắng nóng nhưng nhiệt độ cũng đạt ở ngưỡng từ 33 đến 35 độ. Trên biển, hầu khắp các khu vực biển nước ta đều có được tình trạng thời tiết tốt. Ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng đông đến đông nam với cường độ giảm còn mức từ cấp 3 đến cấp 4. Khu vực huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc ở mức từ cấp 3 đến cấp 4. Ở phần phía nam có mưa rào và dông nên tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ 4 cho đến 10 km. Nguy cơ xảy ra hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.